Sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2015, tại lầu 2 phòng trà Quy số 8 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện offline cà phê y tế lần thứ 40 đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp với chủ đề giao lưu ký kết văn bản ghi nhớ về việc kết nối và hợp tác giữa hai đơn vị Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh và kênh truyền thông Sao Điện ảnh Việt LKV Solution. Cà phê y tế lần thứ 40 đã vinh dự đón tiếp ông Dong Ho Choi, Chủ tịch Hiệp hội Thiết bị Y tế Hàn Quốc, ông Cao Hoài Trung, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ông Hứa Phú Doãn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Đỗ Triều Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Medical Quan, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hành nghề Tư nhân thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều doanh nghiệp đại diện các bệnh viện, cơ sở, dịch vụ y tế và các lĩnh vực khác đã cùng góp mặt. Một dàn sao Diệp với những gương mặt ấn tượng đã xuất hiện tại không gian phòng trà Quy, thân thiện giao lưu mang đến bầu không khí sinh động và náo nhiệt cho buổi cà phê y tế kỳ 40. Đạo diễn Xuân Phước, tổng giám đốc hãng phim Xuân Phước, Đặng Thanh Nga, đạo diễn diễn viên, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, ngôi sao ngành tóc Tuấn Hà Lan, ông Quốc An, tổng giám đốc công ty trang sức Đá Quý đã cùng phấn khởi kết nối và chia sẻ với những gương mặt nhan sắc và nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Top 5 Hoa hậu dân tộc, top 10 Hoa hậu Việt Nam Trương Hải Dân, nghệ sĩ Quy Chương Vàng Trần Hữu Trang, Phương Trần, nghệ sĩ Diễm Hoàng, ca sĩ Hồ Quang Lộc, siêu mẫu Nam Phong và Đàm Thanh, người mẫu diễn viên Jenny Tuyến, Á Khôi người đẹp tỏa sáng ca sĩ Hoàng Y Nhung, diễn viên Tuấn Phương, Minh Luân, Phạm Hiền, Quang Vinh cùng các gương mặt ca sĩ trẻ Hoàng Gia Tuấn, Dương Triều Dĩ, Hoàng Mai Trang cùng đại diện báo chí đều đã có mặt từ rất sớm với tâm trạng phấn chấn khi đến với một event hoàn toàn mới lạ, offline cà phê y tế. Như thường lệ, buổi cà phê y tế lần thứ 40 được mở đầu với nội dung 60 giây tự giới thiệu thật sinh động, nhiều màu sắc tự nhiên và thân thiện. Từ các vị trong ban thường vụ, ban chấp hành hội thiết bị y tế thành phố Hồ Chí Minh đến các đại biểu doanh nghiệp và tất cả nghệ sĩ đã lần lượt giao lưu với tinh thần sẵn sàng chia sẻ và tích cực kết nối. Đại diện kênh truyền thông Sao Điện ảnh Việt LKV Solution, thạc sĩ nhà báo tổng biên tập Kim Bình đã thuyết trình dự án kết nối và hợp tác với đơn vị Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực truyền thông, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng và cần thiết về quá trình hình thành và phát triển, những hoạt động nổi bật cùng những đóng góp to lớn của Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho ngành y tế và cộng đồng xã hội suốt 15 năm qua. Đại diện Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ông Cao Hoài Trung, Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh cùng nhà báo Kim Bình, đại diện kênh truyền thông Sao Điện ảnh Việt LKV Solution đã ngồi vào bàn nghị sự ký kết văn bản ghi nhớ về những điều khoản quan trọng trong dự án kết nối và hợp tác trên lĩnh vực truyền thông giữa hai đơn vị. Trong tâm trạng phấn khởi và tin tưởng, ông Cao Hoài Trung khẳng định: rất muốn được kết nối tất cả mọi người như mặt tầng bên điện ảnh, báo, bên truyền thông, rất muốn được kết nối và hợp tác để mà thực hiện cái giấc mơ Sài Gòn là điểm sáng về của châu Á, điểm sáng về y tế. Bác sĩ Đỗ Triều Hưng, người nhận nhiệm vụ trực tiếp lên kế hoạch và tổ chức thực hiện duy trì hoạt động cà phê y tế đã chân tình chia sẻ: tôi nghĩ qua những cái buổi này, Hội Thiết bị Y tế mong muốn rằng sẽ bằng cái hoạt động của mình, bằng cái hoạt động truyền thông của mình gửi đến các anh chị bên giới truyền thông và showbiz những cái thông tin, những cái kiến thức cập nhật về y tế nói chung cũng như về sức khỏe nói riêng để chúng ta có thêm nhiều thông tin phục vụ cho cái cuộc sống của cá nhân cũng như gia đình và bạn bè của mình, và đồng thời cũng giúp cho bên y tế chúng tôi có thể làm mềm mại hóa đi những cái thông điệp khoa học. Mặc dù nó rất là chính xác nhưng thật sự nó rất là khô khan, thì tôi cũng mong muốn được cái sự hỗ trợ như vậy để cái thông tin về y tế nó đến được với người dân trong cộng đồng một cách tốt hơn, một cách rõ ràng hơn, một cách dễ hiểu hơn.
Ngoài nội dung nghị sự, buổi cà phê y tế lần thứ 40 đã để lại ấn tượng khó quên với những xúc cảm chân thành của tinh thần kết nối và chia sẻ. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đã thể hiện những ca khúc hay với các thể loại âm nhạc trữ tình, nhạc trẻ sôi động và những bài ca giọng cổ ngọt ngào bay bổng với tâm trạng đầy ắp niềm vui. Trong bối cảnh xã hội hiện tại và tương lai trước mắt cũng như lâu dài, y tế và giải trí là hai trong những lĩnh vực hàng đầu để đánh giá bước tiến và mức độ văn minh của xã hội. Giao lưu, kết nối và hợp tác giữa y tế và văn nghệ sĩ là một cách làm mới phù hợp và cần thiết để hỗ trợ cho nhau cùng phát triển, cùng mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội. 15 năm hình thành và phát triển, Hội Thiết bị Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dựng nên một hình ảnh đẹp của một tổ chức luôn sống và làm việc trên quan điểm kết nối và chia sẻ. Trong các hoạt động của hội, bên cạnh những chương trình, dự án có quy mô lớn và mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng như chương trình kết nối giao thương, khám và chữa bệnh từ thiện, chương trình đối thoại doanh nghiệp, triển khai đề án siêu thị thiết bị y tế online, giới thiệu Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam và nhu cầu trang thiết bị Bệnh viện Sài Gòn ITO 2015, cà phê y tế định kỳ mỗi tuần một lần vào ngày thứ Bảy là một hoạt động bên lề nhưng có giá trị hữu ích, mang đến cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành nhiều hiểu biết tiện ích và tạo sân chơi văn minh lành mạnh, sân chơi của tinh thần kết nối và chia sẻ.